Hello, xin kính chào các bạn nha. Thì hôm nay Phúc lại tiếp tục làm thử thách hết tác 30 ngày để tất cả các bạn. Hôm nay là ngày thứ 22 nha. Thì bây giờ Phúc sẽ khởi động và bắt đầu vào buổi tập với các bạn. Thì phần khởi động thì cũng giống như thường lệ, thì Phúc sẽ khởi động nhẹ, xoay cổ tay kết hợp cổ chân, xoay vai đầu. Thì phần này Phúc sẽ lướt qua nhanh luôn nha các bạn, để vô phần thử thách luôn. Rồi, bây giờ Phúc sẽ vào phần hít đất luôn các bạn. We'll be right back.
đang tập thể dục các bạn. Thằng bạn chung phòng của mình nói là cho mình 2.000 để làm động lực để phấn đấu rèn luyện thể dục các bạn. À, tờ tiền thì ở Việt Nam á 2.000 thì nó bình thường, nhưng mà ở bên đất nước Romania này rất là hiếm các bạn, nên là mình sẽ giữ đây để làm động lực cố gắng phấn đấu rèn luyện thể dục. Cảm ơn thằng bạn chí cốt của mình nha. Xin chào các bạn nha. Vậy là video của ngày tập thứ 22 của chuỗi series đất 30 ngày đã kết thúc các bạn. Hôm nay mình được thằng bạn chung phòng của mình tặng cho 2.000 đồng để làm cái món quà tinh thần phấn khích cho những ngày tập rèn luyện thể dục tiếp theo các bạn. Video đến đây thì mình cũng xin kết thúc. Xin bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn video vào ngày mai nha. Bye bye.